Hôm nay, thời tiết tại nơi bị lũ quét, làng Nù đã có nắng, tạo thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Dưới thực địa, công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân vẫn được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương. Các chú chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng cũng đã được đưa vào hiện trường. Tại hội trường thôn, những tấm bản đồ, sơ đồ cỡ lớn của thôn làng Nù đã được căng ra phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Rất nhiều người dân cũng đã tìm đến đây để xác định vị trí nhà cửa, cũng như cố gắng tìm kiếm thêm người và đồ đạc còn sót lại ở hiện trường. Có những người đã không cầm được nước mắt khi thấy ngôi làng của mình giờ chìm trong bùn đất. Lực lượng phòng cháy cháy cũng đã rất nhiều vụ, nhưng mà đây là vụ đầu tiên mà nhiều người thương vong và bị thương như này. Còn những cái vụ mà bọn em đã đi cứu nạn hộ cũng rất là nhiều người, từ tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước cũng chỉ khoảng 5-7 người, nhưng mà vụ này là vụ thương tâm nhất. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến 15 giờ hôm nay, ngày 12 tháng 9, tại thôn làng Nù, số người chết là 44 người, số người bị thương đang điều trị là 17 người, mất tích 51 người.